Ban nhạc Huyền Thoại 911 đã trở lại Việt Nam lần thứ tư trong khuôn khổ lễ hội Vương quốc Anh tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội vào đầu tháng 9. Trong chuyến lưu diễn này kéo dài khoảng 2 tuần, ba thành viên của ban nhạc đã có cơ hội khám phá nhiều điểm đặc biệt của Việt Nam, tận hưởng ẩm thực và văn hóa độc đáo của đất nước này. Lịch trình đầu tiên của ban nhạc bắt đầu với một buổi dạo chơi tại Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội. Họ đi quanh hồ, tận hưởng không khí thu của thủ đô Việt Nam một cách dễ chịu. Jimmy, một thành viên của ban nhạc đã chia sẻ rằng anh rất yêu thích màu sắc cổ kính của phố cổ Hà Nội. Ba thành viên của ban nhạc 911 cũng thể hiện sự tôn trọng đối với văn hóa Việt Nam khi họ từ sử dụng đũa như người Việt trong lúc thưởng thức các món ăn truyền thống như bánh cuốn, bánh xèo và bún chả. Ngoài ra, đặc biệt, các thành viên của ban nhạc 911 đã phát hiện ra món kem tràng tiền vị vani và không thể chối từ cơ hội thưởng thức món kem ốc quế nổi tiếng. Dù có một chút khó khăn khi sử dụng đũa để ăn kem họ vẫn rất thích thú và gật đầu tán thưởng vị ngon của kem này. Sau thời gian ở Hà Nội, Ban Nhạc 911 đã dành nhiều thời gian để tham quan các địa điểm đẹp và trải nghiệm du lịch tại Hạ Long và Phú Quốc. Họ đã trải nghiệm cuộc sống trên du thuyền ở Hạ Long và thích thú với hoạt động trèo ca nhắc trên biển. Với họ, Hạ Long là một nơi tuyệt vời với cảnh quan hữu tình và yên bình. Ban nhạc cũng thường xuyên liên lạc với gia đình thông qua video để chia sẻ những hình ảnh đẹp của Hạ Long và Phú Quốc. Đây thực sự là một chuyến lưu diễn đáng nhớ với nhiều trải nghiệm thú vị và đong đầy kỷ niệm đối với ban nhạc 911.